Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh học sinh và các em hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay cô giáo hướng dẫn cho các con học sinh lớp 2, chúng ta sẽ ôn tập và tự học môn toán. Các con thực hiện 5 bài tập. Bài tập 1 giúp các con chúng ta ôn tập củng cố về các bảng nhân đã học. Bài tập 2 giúp cho các con chúng ta ôn tập thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia. Bài tập 3, các con chúng ta sẽ ôn tập củng cố về đơn vị đo độ dài các con đã học. Bài tập 4 là ôn tập củng cố về dạng toán tìm thành phần chưa biết trong phép trừ. Và bài tập số 5 là bài tập giải toán có lời văn. Các con hãy ghi chép các bài tập vào trong sổ trắng, sau đó hãy suy nghĩ và tự làm bài nhé. Thời gian làm bài của các con là khoảng từ 40 đến 60 phút. Sau khi các con làm bài xong, để kiểm tra kết quả đáp án của mình, các con tiếp tục mở video của cô để theo dõi, so sánh và kiểm tra đáp án của mình nhé. Sau đây, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con, chúng ta sẽ thực hiện từng bài tập. Bắt đầu từ bài tập 1. Bài 1, điền số. Trong bài 1 này thì chúng ta có một bảng số liệu. Và bảng số liệu này chúng ta gồm có 3 dòng. Dòng ngang thứ nhất là dòng thừa số. Dòng ngang thứ hai cũng là dòng thừa số. Và dòng ngang thứ ba là dòng tích. Vậy chúng ta cần phải điền số vào dòng tích. Tích là kết quả của phép tính nhân. Các con chúng ta lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai sẽ được tích. Vậy chúng ta thực hiện 2 nhân với 3 bằng 6. Các con viết số 6 vào ô tích thứ nhất. 2 nhân 5 bằng 10, viết 10. 3 nhân 4 bằng 12, viết 12 vào ô tích. 5 nhân 3 bằng 15, viết số 15. 4 nhân 6 bằng 24, viết số 24. 3 nhân 7 bằng 21, viết số 21. 5 nhân 9 bằng 45, viết số 45. 4 nhân 7 bằng 28, viết số 28. Như vậy vừa rồi chúng ta vừa thực hiện điền số, và chúng ta điền số này là kết quả của phép tính nhân. Đó chính là lấy thừa số nhân với thừa số sẽ được là tích. Các con kiểm tra lại kết quả của mình xem chúng ta đã làm bài đúng chưa nhé. Mời các con cùng cô thực hiện bài tập tiếp theo, bài tập số 2. Bài 2, tính. Bài tập số 2 chúng ta có 3 phần, phần A, phần B và phần C. Yêu cầu các con thực hiện đó là tính. Ý A, chúng ta có 5 x 4 cộng 27 bằng. Đây là một dãy tính gồm có phép tính nhân và phép tính cộng. Các con thực hiện các phép tính từ trái sang phải. Ta sẽ thực hiện phép tính 5 x 4 trước. 5 x 4 bằng 20. Các con viết số 20 vào bên phải dấu bằng. Sau đó chúng ta thực hiện cộng với số còn lại là cộng với 27. Ta được 20 cộng 27 bằng 47. Các con chúng ta viết kết quả ở dòng dưới, viết dấu bằng thẳng dấu bằng và viết kết quả là 47. Ta đã thực hiện xong ý A. Chúng ta thực hiện ý B. 4 x 7 trừ 19 bằng. Đây là dãy tính gồm có phép tính nhân và phép tính trừ. Chúng ta cũng thực hiện các phép tính từ trái sang phải. 4 x 7 bằng 28, viết 28 bên phải dấu bằng. Trừ 19. 28 trừ 19. Các con đặt tính hoặc là nhẩm để được kết quả. Chúng ta sẽ viết kết quả ở dòng bên dưới, dấu bằng thẳng dấu bằng, và kết quả của chúng ta 28 trừ đi 19 bằng 9. Ý C, 3 x 9 cộng 45 bằng.
Đây là dãy tính có phép nhân và phép cộng. Các con thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Lấy 3 nhân 9 bằng 27. Viết 27 bên phải dấu bằng. Viết phép cộng với 45 và thực hiện cộng 27 với 45. Chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng là 72. Vậy là chúng ta vừa thực hiện xong bài tập số 2 với những cái dãy tính. Các con lưu ý, với một dãy tính có nhiều phép tính thì các con trình bày giống như cô vừa hướng dẫn. Các con so sánh kết quả của mình. Chúc mừng các con, chúng ta đã hoàn thành và làm đúng bài tập số 2. Mời các con cùng cô tiếp tục chúng ta thực hiện bài tập số 3 nhé. Bài 3, điền số thích hợp vào chỗ chấm. Bài 3 các con, chúng ta sẽ đổi các đơn vị đo độ dài mà các con đã được học. Các con hãy ôn lại các đơn vị đo độ dài mà mình đã được học nhé. Chúng ta đã học đơn vị đo độ dài là mét, decimet, centimet và milimet. 1 mét sẽ bằng 10 decimet. 1 decimet bằng 10 cm. 1 cm bằng 10 milimet. Vậy thì 1 mét sẽ bằng 100 cm và 1 mét bằng 1000 milimet. 1 decimet sẽ bằng 100 milimet. Dựa vào mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài các con đã được học, các con hãy đổi và điền số thích hợp vào chỗ chấm trong bài tập số 3 nhé. 1 mét bằng chấm 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 decimet. Vậy các con chúng ta sẽ điền là bằng 10. 1 mét bằng chấm 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 centimet, các con sẽ điền là 100. 5 mét bằng chấm 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 decimet. Vậy thì 5 mét đổi ra decimet, các con sẽ lấy thực hiện là lấy 5 nhân với 10. Các con nhân nhẩm 5 với 10 bằng 50, ta điền số 50. 100 cm đổi ra mét, chúng ta sẽ được 100 cm bằng 1 mét, điền số 1. 10 decimet đổi ra mét, chúng ta sẽ điền được số 1. 2 mét đổi ra cm. 1 mét thì bằng 100 cm cho nên 2 mét sẽ bằng 200 cm. Các con nhẩm 2 với số tròn trăm, 2 nhân với 100 bằng 200 cm. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập số 3. Các con vừa thực hiện đổi các đơn vị đo độ dài. Các bạn chúng ta kiểm tra xem là mình đã làm đúng chưa nhé. Qua bài tập số 3 này thì các con cần lưu ý là chúng ta sẽ phải học thuộc mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài mà các con đã được học. Các con thuộc, các con nhớ thì các con sẽ dễ dàng, chúng ta sẽ đổi được các đơn vị đo độ dài. Mời các con cùng cô chúng ta thực hiện tiếp bài tập số 4 nhé. Bài 4, tìm x. Bài tìm x ngày hôm nay là các con chúng ta thực hiện tìm thành phần x chưa biết trong phép tính trừ. Ý A, 72 trừ x bằng 24. Các con chúng ta xác định cho cô 72 là số bị trừ, x là số trừ và 24 là hiệu. Vậy x là thành phần chưa biết trong phép tính trừ. Vậy x gọi là số trừ chưa biết. Muốn tìm số trừ chưa biết, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Các con thực hiện trình bày như sau. Viết x thẳng với x, dấu bằng thẳng với dấu bằng, và lấy số bị trừ là 72 trừ đi hiệu là 24. Chúng ta sẽ có x bằng, kết quả cuối cùng là 48. Ý B, x trừ 18 bằng 57. X chưa biết là số bị trừ, 18 là số trừ, 57 là hiệu. Vậy số bị trừ x chưa biết chúng ta sẽ thực hiện bằng lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy muốn tìm số bị trừ x chưa biết thì ta sẽ lấy là 57 cộng với 18. Các con trình bày x
dấu bằng, các con đặt thẳng dấu bằng. Và hiệu là 57, con cộng với 18, chúng ta sẽ được x bằng kết quả cuối cùng là 75. Chúng ta vừa thực hiện xong bài tập số 4, bài tìm x. Ở ý A là các con tìm số trừ. Thì tìm số trừ sẽ lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Nhưng ở ý B chúng ta lại tìm số bị trừ. Vậy tìm số bị trừ thì sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Các con lưu ý với bài toán tìm thành phần chưa biết trong phép tính trừ, các con phải xác định rõ thành phần chưa biết đó nó là gì, nó là số bị trừ hay là số trừ, để chúng ta vận dụng quy tắc tìm số bị trừ hay tìm số trừ để tìm cái thành phần chưa biết cho phù hợp. Các con chúng ta hãy so sánh kết quả của mình, và chúc mừng các con đã làm bài đúng. Các con lại cùng cô tiếp tục thực hiện bài tập số 5 nhé. Bài 5, mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo như thế có bao nhiêu kg gạo? Đây là bài toán giải có lời văn. Các con đọc kỹ bài toán xem bài toán cho chúng ta biết gì và bài toán hỏi chúng ta điều gì nhé. Bài toán cho biết một túi có 3 kg gạo. Bài toán hỏi 5 túi gạo như thế có bao nhiêu kg gạo? Vậy thì ở đây các con chúng ta đã biết một túi đựng 3 kg gạo. Vậy 5 túi thì sẽ đựng bao nhiêu kg gạo? Trước tiên các con chúng ta hãy tập tóm tắt bài toán nhé. Chúng ta sẽ viết một túi 2.3 kg gạo, có nghĩa là một túi đựng 3 kg gạo. Xuống dòng chúng ta sẽ viết là 5 túi 2.... kg gạo, hỏi chấm, có nghĩa là 5 túi đựng bao nhiêu kg gạo. Các con thấy được là một túi thì đựng 3 kg gạo. Thế thì 5 túi số gạo sẽ gấp lên 5 lần so với số gạo của một túi. Hay là ta nói là 3 kg gạo sẽ lấy 5 lần. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện tìm số kg gạo của 5 túi bằng cách lấy 3 nhân với 5. Vậy bài toán chúng ta có một lời giải và một phép tính. Bài toán hỏi cái gì thì các con sẽ trả lời cái đó nhé. Cô mời các con chúng ta sẽ giải bài toán vào trong sổ trắng. Sau đây cô mời các con tham khảo bài giải. Lời giải số kg gạo có trong 5 túi là: phép tính 3 x 5 bằng 15 kg. Đáp số 15 kg gạo. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 5. Các con kiểm tra lại xem bài tập của mình, mình đã làm bài đúng chưa nhé. Chúc mừng các con, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 5 và hoàn thành xong các bài tập trong tiết ôn tập ngày hôm nay. Những bạn nào chúng ta hoàn thành đúng hết các bài tập là các con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập rồi. Bạn nào chúng ta còn sai ở bài nào đó thì các con hãy cố gắng chúng ta xem lại và sửa lại cho đúng nhé. Cuối cùng cô chúc các con chúng ta sức khỏe, chúc các con chúng ta có một cái hành trang kiến thức thật là tốt để các con học tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo. Xin chào.